Nam em, Nhâm Phương Nam, trai tài gái sắc, nên duyên nhiều lần trên sân khấu. Hình ảnh nam em mặc áo cưới xuất hiện bên chú rể đẹp trai khiến cộng đồng mạng vô cùng tò mò, và chú rể chẳng ai khác chính là người mẫu Nhâm Phương Nam. Trước khi xuất hiện trong hình ảnh cô dâu chú rể gây xôn xao cõi mạng, cặp đôi từng có cơ hội làm việc cùng nhau cũng nên duyên vợ chồng tại chương trình The Hero. Thế nhưng hóa ra đây chỉ là hình ảnh cả hai trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Được biết, hàng tứ bé của làng thời trang đã quyết định tái hiện một đám cưới miền Tây trên sàn cách quát, trong đó nam em Nhâm Phương Nam là nhân vật chính. Ngoài việc truyền tải một nét văn hóa đặc sản của quê hương miền Tây sông nước, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công còn mong muốn thông qua đám cưới của nam em Nhâm Phương Nam là món quà gửi đến cha mẹ của anh. Đây cũng là cách để anh bù đắp cho đám cưới đơn sơ ngày trước của đấng sinh thành. Được biết, khi nam em và Nhâm Phương Nam khoác lên mình bộ đồ cô dâu chú rể, khán giả vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác vì sao mà đẹp đến thế. Và khán giả nhận ra rằng nam em Nhâm Phương Nam rất có tướng phu thê, cả hai đã nhiều lần nên duyên vợ chồng trên sàn diễn. Thật vậy, còn nhớ vào năm ngoái, nam em gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh, cười hạnh phúc cùng dòng trạng thái sáng nay đăng hình có chồng, tối nay đăng hình có fan. Trong khi nam em khoe nhan sắc rạng rỡ trong trang phục cô dâu, thì Nhâm Phương Nam diện vest trắng cùng tông, để chân dài chính yết khoác tay tịch tứ. Việc nam em gọi người mẫu Nhâm Phương Nam là chồng cũng khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngạc ngào ngào của cặp đôi là phần trình diễn tại Việt Nam Fashion Week diễn ra mới đây. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời khen ngợi đẹp đôi trong đồ cưới không khác gì cô dâu chú rể. Thực sự đẹp đôi quá, sao em nỡ vội lấy chồng, giống cô dâu Hàn Quốc quá. Cả hai có nụ cười thiệt đẹp, duyên dáng hiền lành quá, kiểu như hoàng tử công chúa trong cổ tích ấy, với hai nụ cười hết ga như mừng thoát ế. Mong em luôn giữ nụ cười ấy và tìm được một nửa yêu thương thực sự của riêng mình. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc ghê chưa. Nam em là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt, sở hữu nét đẹp đoan trang, nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin cùng thân hình gợi cảm. Cô từng đoạt giải Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Việt Nam tham dự Miss E và đạt ở top 8. Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, nam em còn được biết đến với vai trò diễn viên trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Không chỉ thế, giọng hát ngọt ngào tình cảm của nam em cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trong khi đó, Nhâm Phương Nam là người mẫu sở hữu chiều cao ấn tượng, ngoài hình điển trai cùng đôi mắt biết cười. Bên cạnh đó, chàng trai quê Thái Bình còn có giọng hát ngọt ngào và từng ra mắt MV Cố Nhớ Để Mà Quên, Đã Yêu Rồi được khán giả đón nhận. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cặp đôi xinh đẹp nam em Nhâm Phương Nam? Hãy để lại bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.